Cơ hội đầu tư bất động sản ven khu công nghiệp phát triển nhất Bắc Giang. Khu dân cư Bắc Quang Châu nằm cạnh khu công nghiệp Quang Châu với diện tích quy hoạch 426 ha, nằm sát quốc lộ 1A mới và sông Cầu, cách thành phố Bắc Giang 15 km, cách thủ đô Hà Nội 35 km, cách sân bay quốc tế Nội Bài 35 km, cách cảng Hải Phòng 110 km, cách cửa khẩu Hữu Nghị Quan 125 km. Hệ thống giao thông tương đối thuận lợi cả về đường thủy, đường bộ và đường sắt. Khu công nghiệp được đầu tư đồng bộ. Khu dân cư Bắc Quang Châu nằm giữa hai khu đông dân cư gần khu công nghiệp Quang Châu, tiếp giáp đường gom quốc lộ 1A gần đường tỉnh 295B. Thuận tiện đi lại, xây nhà trọ và kinh doanh phục vụ các nhu cầu của công nhân viên khu công nghiệp Quang Châu. Diện tích các lô đất ở đây được chia 100m², rộng hơn trước đây thường chia 72-80m². Điều này giúp chủ đầu tư có thể xây nhà trọ cao tầng với chỉ một lô đất. Công nghiệp Bắc Giang ngày càng phát triển trở thành thủ phủ công nghiệp của Việt Nam với nhiều thương hiệu lớn trên thế giới về Bắc Giang. Dự đoán trong những năm tới hạ tầng, xây dựng ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn. Chính vì vậy giá bất động sản các khu vực xung quanh khu công nghiệp Quang Châu cũng ngày càng tăng. Giá đất hiện tại của khu dân cư Bắc Quang Châu vừa đấu giá xong có giá dao động từ 24 tới hơn 30 triệu một mét vuông. Một số nhà đầu tư sau khi đấu giá xong đã bán chênh lên với giá đấu trúng hàng trăm triệu. Giá đất ở đây vẫn chưa hạ nhiệt, nhiều nhà đầu tư vẫn tìm mua đất để đầu tư chờ tăng giá. Thổ địa Bắc Giang có nhận được một số thông tin các lô trúng giá thấp nhất phiên đấu giá. Chủ đầu tư đang bán chênh không đáng kể. Để tìm hiểu cơ hội đầu tư những lô giá thấp nhất tại khu dân cư Bắc Quang Châu, quý vị và các bạn hãy gọi ngay số 0962 262 365 hoặc nhắn tin số Zalo này để nhận được thông tin nhanh nhất. Video hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng thổ địa Bắc Giang. Mọi ý kiến đóng góp quý vị và các bạn hãy để lại bình luận dưới video này.